Thúy Ngân từng bị hiểu lầm vừa xăm hình vì cách lựa chọn trang phục. Thúy Ngân khiến netizen yêu mến không chỉ tài năng nghệ thuật mà còn nhờ diện mạo ngày một thăng hạng. Bên cạnh đó, gu thời trang cũng là điểm sáng giúp người đẹp thường chiếm tâm điểm trước đám đông. Dịp đầu năm khi tham gia sự kiện, người đẹp vẫn giữ nguyên phong độ về gu ăn mặc, nhưng cộng đồng mạng lại soi được một điểm đáng chú ý. Cụ thể, tại sự kiện trao giải Asia Pacific Enterprise Award APAR 2021, giải thưởng kinh doanh xuất sắc châu Á 2021, Thúy Ngân xuất hiện xinh đẹp khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên. Cô diện bộ cánh đen với phần trên là mẫu áo ôm body và bên dưới là chân váy xòe chất liệu van xuyên thấu. Thiết kế lần này được xem là khá kín đáo so với những màn cắt xẻ hay khoe lưng trần trên thảm đỏ gần đây của diễn viên Cây Táo Nở Hoa. Bên cạnh đó, netizen còn phát hiện một điểm đặc biệt trên bộ cánh diễn viên sinh năm 1991 đang mặc. Cụ thể, phần trước ngực áo được cắt xẻ độc đáo và may thêm lớp vải lưới đen mỏng có in chữ. Vì thiết kế ôm sát nên thoạt nhìn người hâm mộ hiểu lầm là cô vừa xăm mình ở vị trí hiểm hóc. Nhưng sau đó cộng đồng mạng nhanh chóng phát hiện đây chỉ là hiệu ứng trang phục của cô mà thôi. Bỏ qua câu chuyện diện đồ khiến fan hiểu lầm, Thúy Ngân vẫn nhận được vô số lời khen ngợi về vẻ ngoài cuốn hút và thần thái tạo dáng tự tin trong hình ảnh mới. Người đẹp sánh bước cùng đàn anh Ngô Kiến Huy với trang phục tông xoẹt tông giống cô, tạo thành khung cảnh mãn nhãn đến fan. Cộng đồng mạng liên tục dành nhiều lời khen đến thành viên Running Man mùa 2. Thúy Ngân hiện là gương mặt sáng giá của showbiz Việt nhờ sự nâng cấp vượt bậc cả về ngoại hình lẫn tài năng nghệ thuật. Cô luôn được đánh giá cao trong hầu hết các dự án từng tham gia. Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại thật nhiều bình luận cùng Bóc Channel nhé!